Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ nick Facebook của bạn Hồng Cường. Thầy ơi, con rất thích nghe thầy giảng. Bản thân con là một người phụ nữ bất hạnh. Cha mẹ con ly hôn từ khi con mới được 3 tháng tuổi. Mẹ con bị bệnh tâm thần, bố con đi lấy vợ khác, không nuôi nấng hay có trách nhiệm gì với con. Năm nay con đã có gia đình và có 2 cháu. Chồng con là người vũ phu cả về lời nói lẫn hành động. Chồng con chửi mắng con hàng ngày, hầu như ngày nào cũng chửi. Chồng con sỉ nhục con, lăng mạ con bằng những từ thô tục, dùng từ ngữ như những kẻ vô học và thiếu đạo đức. Con đã nhiều lần nhỏ to khuyên bảo nhưng chồng con không thay đổi. Con rất muốn bỏ chồng, nhưng nghĩ đến các con của con nó phải chịu cảnh cha mẹ ly tán như con trước đây thì con lại không làm được. Mong Thầy cho con xin lời khuyên là con phải làm gì để chuyển hóa tính nết của chồng con ạ? Và nếu chồng con không thay đổi thì con có nên ly hôn để giải phóng cho bản thân không ạ? Vì con sống cái cảnh thế này con khổ quá Thầy ạ. Con xin chân thành cảm ơn Thầy. Đó, đây câu hỏi của bạn Hồng Cường, rất là thương tâm, đại chúng thấy không? Cái tình trạng mà bạo hành gia đình bây giờ cũng rất nhiều. Thế và bạn Hồng Cường này ở trong cái gia đình ông chồng rất là tệ. Ở đây thì bạn ấy chưa nói thế là ông đánh, nhưng mà ông chửi rủa, nghe không? Lăng mạ, nhục mạ bạn ấy rất là nhiều, rất là khổ tâm. Và hoàn cảnh bạn này thì cũng đã khổ rồi, sinh ra thì mới 3 tháng tuổi thì mẹ thì tâm thần, rồi bố mẹ bỏ nhau, đó, không quan tâm. Đó, đó, bố lấy vợ khác cũng không có trách nhiệm gì. Thế rồi bạn ấy chắc lớn lên với lại cả ông bà chắc. Cho nên là bây giờ thì có chồng, lại có 2 con rồi, nhưng người chồng thì đối xử với bạn ấy rất là tệ như vậy. Bạn rất là khổ tâm, muốn bỏ chồng nhưng mà lại nghĩ các con nó chia ly, nó không có cha, thiếu cha, thiếu mẹ. Cho nên là bạn ấy không đành. Bạn gửi câu hỏi về cho Thầy. Thầy xin chia sẻ với bạn Hồng Cường thế này. Đầu tiên là Thầy rất thông cảm với bạn và chia sẻ cái nỗi khổ của bạn. Đó. Nhưng mà về Phật Pháp thì có cái nhìn nhận để bạn Hồng Cường cũng nên phải suy nghĩ. Nha. Thứ nhất, ý, Đức Phật thì nói rằng con người chúng ta sinh ra đời này ai cũng có chính báo và y báo. Chính báo là cái thân tâm của chúng ta gọi là chính báo, và hoàn cảnh của chúng ta là y báo. Hoàn cảnh của chúng ta là có gì? Có người thân của mình là cha, là mẹ, anh em ruột thịt, là vợ, là chồng, là con cái, là hàng xóm của mình đấy. Đấy là y báo của mình đấy. Những người xung quanh mình là y báo của mình đấy. Cảnh giới của mình đấy là y báo của mình đấy. Thế thì cái y báo này nó tùy thuộc vào chính báo. Chính báo tốt đẹp thì y báo sẽ tốt đẹp. À, đấy, cảnh giới của Đức Phật Dược Sư là cõi giới Tịnh Lưu Ly phương Đông. Cảnh giới của Đức Phật Di Đà là cõi giới Tây Phương Cực Lạc, vàng dòng bảy báu. À, đó. Cảnh giới thật của Đức Phật Thích Ca cõi Sa Bà này này. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy. Trong Kinh Duy Ma Cật nói Đức Phật Thích Ca ấn chân xuống đất một cái, lập tức cõi Cha Bà này trở thành một cái cảnh giới cực kỳ nhiệm màu. À, cũng bảy báu trang nghiêm, không khác gì cõi Cực Lạc cả. Đó. Đấy. Thế nhưng chúng ta thì là vì ác nghiệp mình không thấy được thôi. Đó. Thế thì ở đây ấy, Thầy xin chia sẻ với bạn Hồng Cường. Nha. Với cái hoàn cảnh của bạn thì bạn biết rằng không? Mình có một cái y báo nó không được tốt đẹp. Ngay từ lúc sinh ra bạn đã chứng nghiệm cái điều đó rồi. Mẹ bạn thì tâm thần, bố bạn thì bỏ đi, không ai chăm sóc bạn cả. À, rồi lớn lên thì bạn lấy chồng rồi, anh chồng thì lại tệ bạc với bạn như vậy. À, đó. Thế thì bạn phải nhận thức hôm nay thì Thầy nói thẳng để bạn phải thấy. Đối với Phật Pháp thì nhìn biết ngay đây là nghiệp báo của mình. Nghe không? Đó. Những cái nó xảy ra với mình là nghiệp báo của mình đấy. Quả khổ xảy ra với mình thì biết rằng cái nhân khổ mình đã gieo trước đó, bây giờ mình gặt quả. Thế còn những cái quả vui nó đến với mình thì mình biết rằng trước đó mình đã từng gieo những cái nhân thiện lành mà cái quả vui nó đến với mình.
Ở thế gian thì người ta có câu là không duyên không nợ thì không thành vợ thành chồng, cho nên vợ chồng đến với nhau có duyên có nợ. Họ nói sao? Nếu mà có nợ thì đến để hành nhau, vợ chồng mà là cái nợ đến là hành nhau, mà còn là duyên ấy thì đến để xây đắp cho nhau. Tất nhiên ấy, lời nói thế gian thì nó không phải hoàn toàn chính xác, nghe không? Cái chữ duyên của đạo Phật mình thì tất cả đều là duyên hết, nghe không? Nhưng ở thế gian người ta nghĩ cái chữ duyên là cái gì đấy tốt lành. Nên là nếu mà có duyên đến với nhau là giúp nhau những cái điều tốt, làm cho nhau hạnh phúc sung sướng, nghe không? Thế mà thầy cũng thấy có rất nhiều cặp vợ chồng suốt ngày đánh nhau chửi nhau, người ta gọi đánh chửi nhau như đập mẹt, nhưng mà không bỏ nhau được đó, không thể bỏ nhau được. Thế nó là vì cái nợ nó chưa hết. Đó. Trong kinh có kể câu chuyện bà Mặt Lợi Phu Nhân ấy, bà đến thăm Đức Phật, thì bà đi trên cái kiệu và có bốn cái vị người hầu nó khênh, là nam giới nó khênh. Thế khi mà hạ kiệu xuống rồi, bà mới đi bộ vào để bạch Phật. Thế thì Đức Phật mới nói là bà mới đi là có bốn người thầy của bà. Thế bảo người thầy nào, ở đâu mà có bạch Thế Tôn? Thế Đức Phật nói chính bốn cái ông mà khênh kiệu cho bà đấy, kiếp trước là thầy của bà đấy. Thế thì bà sợ quá, bà có bạch Thế Tôn thế là thế nào? Thế Đức Phật mới nói là bốn cái người khênh kiệu cho bà trong kiếp trước ấy, cũng là bốn cái vị mà tu, nhưng mà cũng tu ngoại đạo. Bà thì rất chăm chỉ cúng dường cho các vị này. Thế bốn vị này cũng tu nhưng mà lôi thôi, chỉ ăn chơi thôi. Bà cúng cho họ thì bà có cái phước. Nhưng bốn cái ông thầy này thì không tu hành gì cả, chỉ dối giả ăn chơi. Cho nên ý, kiếp này á, khi mà tái sinh ra thì được tuyển vào cung làm người hầu cho bà. Đấy, thế thì bà sợ quá, bảo ôi rồi, nếu là thầy của con thì bạch Thế Tôn là con không dám đâu. Cái tâm bà rất là cung kính, mà thôi thế để con ra, con cho các vị về. Thế Đức Phật bảo nhưng mà các vị không về đâu, đấy chưa hết nợ với bà, không về được đâu. Đấy, thế bà ra, bà nói thôi cho bốn vị được về, không có ở trong cung nữa, nhưng bốn vị cứ nằng nặc không về để xin hầu bà. Thế Đức Phật nói đấy là vì cái nợ trả chưa hết. Đây thưa đại chúng, những cái nợ nần, những cái oan trái nó như vậy đấy. Cho nên ở đời chúng ta nếu nhìn bằng con mắt của Phật Pháp thì thấy thực sự không có cái gì nó ra ngoài những cái nhân quả nghiệp báo này, thưa đại chúng. Không có cái gì ra ngoài. Vợ chồng, con cái, quyến thuộc, nó nằm trong cái nhân quả nghiệp báo này. Chúng ta phải nhìn với con mắt thế để chúng ta mới có trí tuệ, nó mới khai mở ra được. Thế còn chúng ta mà quên mất con mắt trí tuệ này thì chúng ta bị những cái phàm tình nó che lấp đi mất. Nó che lấp đi, nghe không? Vậy thì ở đây á, bạn Hồng Cường này á, bạn tự kiểm lại mình, tự nhìn lại cái hoàn cảnh của mình thì mình biết rằng mình tiền kiếp đã gây những cái nhân không tốt, nghe không? Cho nên thầy nói giống như con sâu gióm á, nó đi đâu lũng kêu, mọi người cứ hắt hủi tôi, ghét tôi. Nó, người này hắt nó lại chạy sang người khác, sang người khác lại hắt nó đi. Vì sao? Vì cái bộ lông sâu gióm của nó vẫn còn, chưa hết. Thì tự nhiên là không ai muốn gần nó cả. Cũng vậy, mình còn có cái nợ mà chưa trả hết thì mình có đến với người khác cũng sẽ lại bị như vậy. Đến một thời gian người khác lại sinh đúng cái tâm như vậy, thưa đại chúng. Nó thế đấy. Cái này thì chỉ có cái nhìn của Phật Pháp mình mới thấy được như vậy thôi. Đó. Thế cho nên thầy khuyên bạn là bạn nên nhẫn chịu nhé, nên nhẫn với hoàn cảnh này đi đã, và phát nguyện tu tập Phật Pháp. Đó. Thầy khuyên bạn là ngay lập tức bạn có thể đi phát nguyện quy Tam Bảo, đến chùa phát nguyện quy Tam Bảo và tu tập sám hối cái nghiệp chướng của mình. Nghe không? Nếu mà bạn khéo tu tập ấy, thì thầy rất tin là nó sẽ chuyển. Và những cái câu chuyện chuyển nghiệp của chùa chúng ta do tu tập theo chính pháp đấy, rất nhiều người được chuyển nghiệp rồi, và chuyển cả nghiệp của gia đình luôn, chồng con thay đổi. Thế vấn đề ở đây là bạn phải biết tu tập, mà tu tập khéo, ở đây thầy gọi là khéo tu tập,
Mà muốn khéo tu tập thì mà mình còn ngỡ ngàng thế này thì chưa biết đâu. Vậy Thầy khuyên bạn cũng nên liên hệ với các Phật tử, các đạo tràng của chùa, hoặc là vào đăng ký vào đạo tràng, xin vào đạo tràng để được các bạn đạo hỗ trợ, hướng dẫn mình tu tập. Và họ yểm trợ cho mình thì mình sẽ tu tập nó đúng và nó tốt, nó sẽ chuyển hóa tích cực. Thế còn nếu bạn đường đột bạn học thì rất là khó, vì Phật Pháp bây giờ không biết học từ chỗ nào. Cho nên bạn có thể liên hệ với Phật tử của chùa. Ở đây thì bạn này không nói là bạn ở đâu để Thầy giới thiệu, nhưng bạn nên liên hệ với Phật tử của chùa để mà được học Pháp và được tu tập thì nó sẽ rất là tốt và sẽ chuyển hóa. Và Thầy rất là tin với cái quyết tâm của bạn, bạn tu tập tinh tấn thì bạn sẽ chuyển được nghiệp nhé. Thì Thầy chúc bạn cố gắng nha, cầu nguyện duyên lành đến với bạn.